vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Sau đây sẽ là những thông tin mới nhất về tình hình thế giới 24 giờ qua. Xin mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Mối quan hệ giữa Nga và Mỹ hiện nay đang ở mức căng thẳng và rạn nứt. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã bày tỏ lo ngại rằng quan hệ giữa hai quốc gia có thể bị hủy hoại hoàn toàn. Ông nhấn mạnh rằng mối quan hệ hòa bình giữa Nga và Mỹ chỉ có thể đạt được nếu Mỹ công nhận các lợi ích quốc gia cơ bản của Nga, nhưng cho rằng giới lãnh đạo Mỹ hiện vẫn chưa sẵn sàng cho một cuộc đối thoại dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và xem xét lợi ích của nhau. Nhìn chung, quan hệ giữa Nga và Mỹ hiện đang trải qua giai đoạn khó khăn với nhiều căng thẳng và không có dấu hiệu của một sự cải thiện đáng kể trong thời gian ngắn hạn. Sự khó lường của mối quan hệ Nga và Mỹ một lần nữa được Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đánh giá là khó cải thiện dù ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ đi nữa. Cụ thể, ông Lavrov hôm 23 tháng 1 nhận định cách tiếp cận chung của Mỹ đối với Nga không thay đổi trong nhiều thập kỷ qua, đồng thời cho biết chính Washington đã hủy hoại mối quan hệ với Moscow bằng cách dỡ bỏ tất cả các cơ chế xây dựng lòng tin và làm xói mòn lòng tin lẫn nhau. Ông Lavrov chỉ ra quyết định của cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush rút khỏi Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo Hiệp ước ABM năm 2002, thỏa thuận kiểm soát vũ khí quan trọng được Mỹ và Liên Xô ký năm 1972, hạn chế số lượng hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo mà mỗi bên sở hữu, đồng thời được thiết lập nhằm giảm áp lực cho cuộc chạy đua vũ trang giữa hai bên. Bộ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh, kể từ đó, Washington đã phá vỡ nền tảng quan hệ song phương với Nga bằng cách chấm dứt tất cả thỏa thuận về ổn định chiến lược, bình đẳng, tin cậy lẫn nhau, kiểm tra và minh bạch. Riêng ông Trump lại là người góp phần dỡ bỏ một trong số ít hiệp ước kiểm soát vũ khí còn sót lại như Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung INF, cấm hai quốc gia sở hữu tên lửa phóng từ mặt đất có tầm bắn từ 500 đến 5.500 km. Theo đài RT, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Lavrov cho rằng các nhà lãnh đạo Mỹ đã phớt lờ những thiện chí to lớn mà Tổng thống Vladimir Putin thể hiện trong hai nhiệm kỳ đầu tiên của ông, đồng thời cho biết thêm các chính trị gia Mỹ dường như đang tìm cách kiểm soát Tổng thống Nga. Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga cho rằng Mỹ đã tính toán sai mọi thứ và thế hệ chính trị gia Mỹ hiện tại chưa học được bài học nào từ sai lầm của những người tiền nhiệm. Trong những tháng gần đây, ông Trump đã nhiều lần tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột giữa Moscow và Kiev cũng như giữa Israel và Hamas. Ông tuyên bố có thể nhanh chóng thuyết phục cả ông Putin và Tổng thống Ukraine ngồi vào bàn đàm phán vì ông biết rõ về cả hai nhà lãnh đạo. Tuy nhiên, phía Moscow phủ nhận việc tổ chức bất kỳ cuộc đàm phán nào với cựu Tổng thống Mỹ về thỏa thuận hòa bình với Kiev. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 22 tháng 1 khẳng định vẫn chưa có cuộc thảo luận nào về vấn đề này. Năm 2024, xung đột giữa Nga và Ukraine tiếp tục là một vấn đề nóng ở khu vực Đông Âu. Sự căng thẳng gia tăng khi các cuộc đụng độ quân sự và xung đột biên giới trở nên thường xuyên hơn. Hòa bình dường như vẫn cách xa và nỗ lực của cộng đồng quốc tế để giải quyết tình hình này chưa mang lại kết quả. Tình hình này đã gây nhiều hậu quả cho dân cư vùng Donbass và tạo ra mối đe dọa đối với ổn định chính trị trong khu vực. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga chưa từng thảo luận với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc giải quyết xung đột tại Ukraine. Khi được yêu cầu bình luận về các tuyên bố tranh cử của ông Donald Trump rằng ông sẽ chấm dứt xung đột Nga-Ukraine khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024, người phát ngôn Điện Kremlin lưu ý Moscow không biết làm cách nào để đạt được điều này. Ông Peskov khẳng định hôm 22 tháng 1 rằng không có liên lạc nào với ông Trump về vấn đề này. Trong những tháng gần đây, cựu Tổng thống Mỹ nhiều lần tuyên bố ông sẽ tìm cách chấm dứt xung đột Nga-Ukraine chỉ trong vòng 24 giờ nếu quay lại Nhà Trắng. Ông Trump cũng quả quyết có thể nhanh chóng kết thúc cuộc khủng hoảng ở Ukraine bằng cách tổ chức hội đàm với cả Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Nga Vladimir Putin để tìm hiểu điểm mạnh và điểm yếu của hai nhà lãnh đạo. Cựu Tổng thống Mỹ cũng không loại trừ khả năng Ukraine có thể phải từ bỏ một phần lãnh thổ cho Nga để đạt được thỏa thuận hòa bình. Theo đài RT, hồi tuần trước, Tổng thống Ukraine Zelensky cũng nhắc tới những tuyên bố của ông Trump, nhận định lời hứa của cựu Tổng thống Mỹ nghe có vẻ hơi đáng sợ. Ông Zelensky chỉ ra cựu Tổng thống Mỹ không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào về sáng kiến cá nhân, bày tỏ sự lo ngại sáng kiến đó có khả năng bỏ qua lợi ích của Ukraine. Ông Zelensky nói, Ukraine sẽ không bao giờ chấp nhận nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy hòa bình với Nga. Trong diễn biến khác, người đứng đầu cơ quan chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu EU Joseph Borrell cho biết EU và các thành viên dồn lực hỗ trợ Ukraine ứng phó với Nga. Cụ thể, tờ El País của Tây Ban Nha dẫn lời ông Borrell tiết lộ các nước thành viên EU đã cung cấp cho Kiev đạn dược, vũ khí trị giá 30 tỷ euro
và huấn luyện gần 40.000 binh sĩ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Theo ông Joseph Borrell, xung đột Nga-Ukraine giúp tăng cường sự đoàn kết xuyên Đại Tây Dương. Tuy nhiên, ông thừa nhận, chúng tôi thường phản ứng quá chậm trong việc cung cấp vũ khí cần thiết cho Ukraine và chỉ hành động khi Nga có dấu hiệu tiến lên phía trước. Ông Joseph Borrell nhấn mạnh, để hướng tới tương lai, EU cần thay đổi mô hình, cần chuyển từ hỗ trợ Ukraine miễn là cần thiết sang cam kết bất cứ điều gì cần thiết để đạt được thắng lợi. Trước đó, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đưa ra cảnh báo với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về những gì có thể xảy ra nếu Nga thành công ở Ukraine. Cụ thể, ở thành phố Davos, Thụy Sĩ, bên lề cuộc họp tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ngày 17 tháng 1, nhà lãnh đạo Ukraine đã được một nhà báo hỏi về tuyên bố của ông Trump rằng ông ấy có thể chấm dứt xung đột ở Ukraine sau 24 giờ. Đến nay, cựu Tổng thống Mỹ vẫn chưa tiết lộ bất kỳ chi tiết cụ thể nào về cách thức thực hiện lời cam kết của mình. Tuy nhiên, ông Trump đảm bảo xung đột sẽ kết thúc ngay lập tức nếu ông tái đắc cử vào Nhà Trắng vào tháng 11 tới đây. Nỗ lực tái tranh cử của ông Trump cũng làm dấy lên câu hỏi về tương lai viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine. Nhiều người nghĩ rằng ông sẽ chủ trương ngừng viện trợ cho Ukraine để đổi lấy việc Nga ngừng chiến dịch quân sự và có được một số nhượng bộ từ Ukraine. Ông Trump trước đó liên tục phản đối việc tiếp tục hỗ trợ cho Kiev. Bên cạnh đó, một số đồng minh thuộc Đảng Cộng hòa thân cận nhất của ông tại Quốc hội đã ngăn cản yêu cầu viện trợ bổ sung của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Phát biểu trước truyền thông ở thành phố Davos, ông Zelensky hoài nghi về phản ứng của ông Trump trong trường hợp Nga mở rộng hoạt động bên ngoài Ukraine, chẳng hạn như Moscow tấn công một thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Hãng thông tấn Interfax dẫn lời ông Zelensky, câu hỏi đặt ra là ông Trump sẽ làm gì sau đó nếu sau Ukraine Nga tấn công một quốc gia thành viên NATO? Nếu Nga không dừng lại thì sao? Ông Trump sẽ làm gì ở Mỹ? Bởi vì trong trường hợp đó, châu Âu có thể sẽ thất thủ khi Ukraine thất bại. Một số nước thành viên NATO đã thực hiện các bước để phòng ngừa một cuộc xung đột trực tiếp với Nga trong những năm tới. Hồi tháng 11 năm 2023, lực lượng tình báo thuộc Hội đồng Quan hệ Đối tác Đức dự đoán liên minh này có khoảng 5-9 năm để chuẩn bị cho một cuộc xung đột với Moscow. Trong khi đó, theo báo cáo tháng trước của Cơ quan Tình báo Đối ngoại Estonia, cuộc xung đột như vậy có thể xảy ra trong vòng 3-5 năm tới. Khả năng tái đắc cử của ông Trump làm dấy lên lo lắng trong một số quan chức châu Âu về khả năng của phương Tây nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của Nga. Tuần trước, cựu Tổng thống Mỹ bị cáo buộc đã nói với một quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu khi còn đương chức rằng ông sẽ không bao giờ cho phép Mỹ giúp đỡ châu Âu nếu khối này bị tấn công. Theo tạp chí Newsweek, ông Trump thậm chí không cam kết ở lại NATO trong nhiệm kỳ thứ hai khi được người dẫn chương trình Fox News Bret Baier hỏi vào tuần trước. Ông Trump nói, tùy thuộc vào việc họ có đối xử đúng mực với chúng tôi hay không, hãy nhìn xem NATO đã lợi dụng đất nước chúng ta, các quốc gia châu Âu đã lợi dụng Mỹ. Những thông tin quốc tế nổi bật đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị và đừng quên chúng tôi còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.